Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành gây lo lắng khi gặp sự cố nguy hiểm ở miền Trung. Vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm hiện đã đến miền Trung và thực hiện cứu trợ cho đồng bào. Trên trang cá nhân của mình, Thúy Diễm vừa cập nhật những hình ảnh mới nhất của cô và chồng. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ việc từ thiện khá mệt mỏi và nguy hiểm, nhưng đây lại là một ngày vô cùng đáng nhớ. Cụ thể, cô và chồng bị lạc đoàn từ thiện, trên ghe chỉ còn ít quà nên không đủ cung cấp cho những người cần thiết. Thúy Diễm cũng chia sẻ thêm hình ảnh bản thân tận tay trao đi những nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Mặc dù đang rơi vào tình cảnh éo le, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Ngày hôm nay của chúng tôi tại thôn Quyết Tiến, Hàm Ninh, Quảng Bình. Một ngày thật mệt mỏi, nguy hiểm, nhưng không bao giờ quên. Thất lạc đoàn trên ghe chỉ còn một ít quà, cảm thấy bất lực khi chẳng giúp được gì nhiều nơi đây. Phát hiện ra nhiều thôn ở xã Hàm Ninh, Quảng Bình, ngày hôm nay mới có được cứu trợ vào. Mọi người tập trung đi lệ thủy Quảng Bình hết rồi. Chẳng ai biết nơi xa này. Các đoàn cứu trợ ơi, hãy vào đây giúp bà con với nhé. Xót xa quá, người già trẻ con lạnh, đói vô cùng. Nơi đây dù có tiền cũng chẳng mua được gì. Nguyên văn lời chia sẻ của Thúy Diễm. Nữ diễn viên cho biết thêm, thiệt tình tụi em đem tinh thần lạc quan đến với bà con, chứ ủ rũ buồn bã không thể làm được gì. Người ta đã mệt mỏi cực khổ lắm rồi, mình còn đem thêm tiêu cực tới thì nó kỳ lắm. Rồi nhiều comment nói tụi em, phong trào làm màu, thiệt sự không biết nói gì luôn. Một đồng của mọi người quyên góp đều rất quý, tụi em luôn cố gắng gửi tận tay bà con. Nếu giúp được bà con thêm được chút sữa, chút cháo, thêm được ít chi phí để vượt qua hoạn nạn, tụi em cũng không ngại. Bị gọi bằng những từ không hay. Tụi em chỉ mong đủ sức khỏe để làm được nhiều việc hơn, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đến hiện tại đã có rất nhiều nghệ sĩ cấp tốc đến miền Trung, cứu trợ người dân các vùng tâm lũ. Có thể kể đến như Thủy Tiên, Mỹ Tâm, Lý Hải, Minh Hà, Hòa Mizi, siêu mẫu Lê Thúy. Tất cả đều đang rất tích cực, cũng như hỗ trợ hết sức cho những người dân nơi đây. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.